Hai Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Giờ Hai Sướng đang ở ngoài ruộng nè. Hai Sướng đi thăm cái đú tép mình đặt hôm qua ấy, chiều á, thăm coi có không, mình vô mình làm bánh xèo tép gông với mình ra vườn mình nhổ cải vô. Cải mình trồng tốt bự hết rồi, cải cái bể xanh á, không ngày lâu quá mình cũng không có đặt tép nữa. Vườn mít giờ người ta bán hết trống lỏng hết trơn rồi. Sáng sớm ông chính trước làm ruộng với cha, thì ông đi xịt thuốc sáng sớm, là chắc thuốc sâu quá. Này mấy con cá lồng tông bay nổi đầu và nhóc hết trơn. Sáng sớm nước nó mát nó nổi đầu lên. Giờ mình đi qua cái cầu này. Qua Hai Sướng đặt có một cái một. Mình đứng trên mình dở mình sổ cái lỗi xuống luôn. Được mớ cá. Cá rồng tông. Đây mình vừa được mớ tép gông với con lươn này bự. Con lươn vàng nghính luôn. Tép gông ít rồi, được mấy con. Bữa nay mình tiếp tục cái đây mình lụm trứng vịt nữa nè. Không gà vịt nó cái đây nó đẻ không. Mình kiếm không thấy, bữa nay mới thấy trứng nè. Nó lắp lại luôn. Cũng cỡ 10 mấy trứng à. Mà còn có con nó đẻ. Đấy, giờ mình kiếm mình thấy nó ấp. Làm rác luôn hả? Ừ, ấp nó dễ thấy chứ khó thấy lắm. Tút trong cái lùm này. Trong chính giữa bụi tre luôn. Hôm bữa thì nằm ở ngoài khúc mà dài dài ngoài đây, không chung. Ủa nó nằm ở đây. Ngay chỗ này nè. Ừ. Tôi hiểu bụi tre. Cũng khôn quá, hàng gì bữa giờ ở ngoài đâu có đẻ đâu. Bữa giờ không thấy trứng nữa. Chừa lại chín hay chín đẻ. Ừ, chừa lên cho nó đẻ tới. Tết có nọ kho luôn. Đủ nọ kho luôn. Trời ơi, đi lại lâu rồi. Ừ. Thấy chứ cũng nhiều lắm á. Thôi con nó mi nữa. 2 4 6 8. Ôi có trứng cũ à hả? Ừ. Trứng cũ xanh xanh. 12 14 16 trứng rồi. Em trứng mới chiều lại cho nó đẻ tiếp. Ê mình dòng có lỗ nào nữa không ta? Có trứng này cũ à. Trứng này hư à. Quẹo. Rồi chờ lỗ trứng nó đẻ tiếp đi. Lỗ trứng. Hai trứng này hư nè. Cái trứng này còn được. Nó cũ rồi. Có mấy trứng mới. À. Chú. Mấy con chào chú. Con chào chú. Ông bà cô chú. Con chào. Con bà con chú. Ông bà cô chú. Con bà con chú. Con chào ông bà cô chú. Con bà con chú. Ừ. Đâu anh ta giả rồi, đâu anh giả rồi. Dạ. Cười đó. Rồi, giả mẹ, rồi giả mẹ nữa. Giả mẹ mới cho sữa. Rồi, cười mẹ coi cười à. Không miếng rồi. Rồi, không miếng rồi. Rồi, không miếng rồi. Rồi, mi gió rồi, mi gió rồi. Con gửi cho. Con gửi cho. Con gửi cho. Ờ, con gửi đi. Kìa, đi, lại đặt không bà nội cái nữa rồi mới cho. Chạy lại đặt không bà nội, không bà nội miếng đi. Ủa bên kia nữa. Ủa con nè. Cục vàng à. Ô ngoan quá. Mi gió ơi, mi gió bà nội ơi. Rồi mi gió. Ngon quá, ngon không ta? Ngon
Giờ mình đi ra vườn mình thu hoạch rau vô. Chào chú anh chị các bạn nha. Giờ đi ra vườn hái nhổ cải vô làm bánh xèo. Giờ mình vô vườn mình hái cải thôi. Đi đi à. Mùa hành này nó tốt rồi nè. Chú anh chị và các bạn nha. Giờ mình ra vườn hái rau vô. Thu hoạch cải tiếp tục. Tốt mịt mù á. Bữa nay quá trình tốt luôn. Này nấu lẩu ăn nữa. Sâu sâu đi dấu con. Đi ngoài hồi xe nó quẹt thấy mồ luôn nè. Nay nước cạn queo luôn. Đó, nó được không? Hồi hái cắt ít lá hành nữa nè. Ôi, có dưa leo nữa không em? Dưa leo. Có trái nào bự nữa không? Tàu dừa nó rụng cái gãy đọt chuối uổng ghê. Kìa có một trái lớn rồi kìa, mình hái vô hồi mình ăn bánh xèo luôn. Rồi đấy con hái hả? Kìa hái rau kìa, hái rau kìa, con hái rau kìa. Hái gì? Hái rau kìa. Ừ, lá cà đâm mà. Cắt ít lá hành này vô đặng rồi để vào bột. Mày cắt ngang mốt lên khác gì hết chứ. Nó nhổ không mẹ? Mày nhổ luôn á. Mày nhổ luôn á. Ủa vậy? Đi ra luôn hả? Nhổ giò luôn nha. Chạy quá chị. Để dướng á. Con nhổ đại đi đưa mẹ lấy kéo này mẹ hết. Con nó ngồi kìa. Con đi đâu đó? Ngồi đó hả? Trời ơi. Ủa cái cái này nó to coi nè. Sao? Quá trình to luôn. Để nó già hết ngon. Nếu mà mơ tư có ăn cho mơ tư. Mùa này trồng cải nó tốt, vũ hết luôn. Cắt cái rễ ra vũ bao phân rồi. Rau cải sạch. Đó là cải sạch nè. Sạch đâu đất không nè. Con đi đâu đó? Ngồi vậy đó hả? Ừ ơi. Rồi xong, nhổ 1 phút 30 giây à. Chồng nó lâu nhổ lẹ dữ. Nốt cha luôn hả? Ừ ơi. Con nhốt con ở trỏng á. Mấy cây này nó muốn ốp lại. Nó phụ cha coi. Coi rồi nó cuốt cái đất ấy, nó xúc đất rồi nó trồng gì con. Trồng gì? Hả? Trồng gì? Trồng bông hả? Rồi để xuống đó đi. Bữa nay 22 rồi. 25 mới hết rồi. Con tiếng nó bự rồi. Quan trọng là nó đậu hay không mới quan trọng. Trái thì đâu quan trọng bằng. Rồi đi vô thôi. Phủi tay. Chúc vô rửa tay nha. Nhưng phải chung lọc hai chiếc dừa để mình nhắc vô bột cho béo. Dừa này nó khô mà nó còn cái vỏ còn tươi. Lắc nước à. Này cải, rồi lá cách. Này mình sẽ có cái gác lồi nữa mà. Chắc lồi mình giả rồi. Phải gọn cái bằng nạo của bộ ngoại đó mới đã. Cây chanh hay gì á. Chanh cây ổi. Cây ổi bóng lưỡng cái cây luôn. Cái cây tròn quay à. Cái cây mới có hai nạn ra vậy. Ngày hai chân nữa. Rồi cái bằng nạo đó hả? Hư rồi. Một rồi. Nhưng mà em treo anh làm đồ cổ rồi. Cây đó đó tự ngồi ê đứt luôn. Đâu có thường như không có ngồi được hay á. Đó làm bằng cây không chứ đâu có ngồi giống gì. Không.
Cái kia ngồi chùm hổm á chứ phải ngồi như vậy được, cái này mà kiêng như cái ghế rồi. Cái này giờ thì vừa ăn để chờ bữa nữa là nó già lên bông ăn đắng. Cái của mình lá bự lắm. Ừ, cái này cũng bánh xèo đúng bài. Cái bánh xèo ngon ha. Nè, cái này nè. Cái lá đó là một cái bánh xèo đó. Một cái luôn á. Một cái luôn á. Bánh kia thấy hai triệu gạo. Bánh gạo trước mình tươi bánh áo mẹ. Mình đang dắt nước tốt. Cho bột nó nở là chiên. Mình cho bột vô thao. Bột chim giòn nữa. Chim giòn khỏi để bia ha. Ừ, khỏi để bia. Mình chắc 100 gram á, 600 gram. Mình cho thêm vô một tí bột nghệ cho cái màu nó đẹp. Thêm vô muỗng đường. Bột người ta cũng có nêm chống rồi, mình dằn thêm tí xíu muối nữa thôi. Mình cho nước cốt dừa vô. Mình khoảng 1 lít nước cốt dừa. Cái này ta có hành khô sẵn nữa nè. Cho hành lá vô. Tại mình làm nhân củ sắn với giá. Củ sắn với giá thì mấy anh cắt bạc non nữa không? Cắt bạc non với cắt dâm mà. Dâm mà thêm miếng thịt bằng nữa nè, chưa bằng nữa nè. Ngon không? Hấp dầu. Ngon quá ta ơi. Ngon không ta? Con ăn gì vậy? Con ăn một é hả? É xương sáo. Ừ, mà ngon không? Ngon. Dạ ngon. Nói dạ ngon. Nói dạ ngon. Dạ ngon. Ừ, đúng rồi. Cho tép vô. Tép vô này, con nhỏ nhỏ mình để vô bột luôn. Mình ra tỏi vô, hành tím bằng vô. Mình xào thật. Thơm cho thịt kia mình xào. Cho hạt nêm với muối vô nha. Thêm muối vô. Thịt chín mình để tét lên xào luôn. Các bạc mình xào, các dông mình để chung vô bột. Thịt cái chín rồi mình cho tép vô. Rồi mới tiêu vô.
ấm này mình có nặng trái tắc vô rồi thì mình cho đường vô. Cho tỏi ớt bằm để vô luôn. Giờ mình bắt đầu mình nhóm lửa lên, mình chuẩn bị chiên bánh. Giờ mình bắt đầu chiên bánh. Chảo hơi nặng, khó cầm. Mình củ sắn nè. Ồ, vàng. Mình nhìn ngon. Cái mặt cọp đi dầu nó ngon ha. Cái xèo này mình chiên hay lâu. Bánh xe này có bột chiên giòn vô, nó giòn. Này mới chiên còn khoảng 3 cái nữa là xong rồi. 3 cái nữa là xong rồi. Chiên mà nó ngủ con giấc thức chưa xong nữa. Giờ nó thức rồi mà chưa ngủ. Vô vậy. Không ăn nữa hả? Nè, con ăn nè. Quán này cái đặc biệt nha. Cái sao đặc biệt cho vậy á. Cái sao đặc biệt lắm. Thôi chết cha rồi. Một hả? Đặc biệt cái gì á? Đặc biệt á. Đớ thì ra đi con. Ăn đi, trời ơi. Nó đang có. Ta dính nhớ chứ là biết chưa nha. Rửa cho bóng ra. Cho một cái chén thông cho nó dạo. Chén cho nó một chút xíu đi, tại dùng nhớ để tỏ sáng cho có khách. Thôi, cắt gì đâu. Nhớ cái chén. Chén còn mà cả nhà bánh xèo gia đình mình nha. Thôi, đâu có chứ đâu. Có bánh xèo. Bánh xèo. Đổ rồi không? Để lại đi, để lại đi không?
Ngon à, móc đi. Vừa tép gông mà vừa tép tự nữa. Tép gông sáng nặng được mới. Đúng rồi. Dưới dính được con lươn 400 gào. Thôi ơi. Vàng nhính. Đây là con lươn bự. Má ghé nãy giờ hả? Quạt lá, lá cải, lá cải này quạt luôn. Sướng là chồng lá cải giống như cây quạt. Ăn không xin về. Ăn nữa ăn hồi lấy gì cho nó. Đừng có xách tay, xách tay này, xách tay. Ba chị ơi. Mẹ mày về rồi. Mẹ đâu? Hỏi mẹ đâu? Đâu rồi con? Quan tâm tới chưa? Mẹ đâu? Nó hỏi mẹ nó đâu hả? Mẹ nó bắt tám chiên kìa. Ừ. 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 Ừ, quên nữa, để lá cách nữa, lá cách. Có lá cách nữa đó. Không quên, thôi đi. Đó, lá cách có. Nhóc ở dưới. Lá này được rồi. Thả măng này hả? Ừ. Ừ, bụng đang đói ăn ngon chứ kìa. Còn nóng nóng dễ ăn không? Bánh xèo này phải ăn nóng chứ ăn nguội đâu ngon. Hồi nãy tính lên, hồi nãy tính lên hái lá cóc út kìa. Cái tượng quá trời luôn. Nó được ngon quá trời. Nhóc luôn á, hai cái gà bông rồi đó. Thôi. Ấy kéo rồi. Kéo được rồi hả? Ừ. Nó có phụ chua mà. Cái đồ xanh thì nhà chồng. Lá cách nhà luôn. Nó xạo. Có lá cách nữa rồi. Có xạo không? Con dao không? Xin chào ngon ha. Cho 10 điểm. Mười điểm. Chiên vậy là số 1 rồi. Dễ gì. Chịu. Dưa leo nhà chồng luôn bác. Dưa leo ngọt ngay luôn á. Vậy bữa hái được 2 trái, 3 trái không có nhiều. Nó ra không đều. Hay quá, quá. Trong lên hết rồi. Trong lấy cái lá cốc rồi. Rửa chảy luôn, chạy về tới đây gáo nước rồi. Đây. Đúng rồi. Lúc trước ăn bánh xèo anh hai nữa, hái lá cóc luôn rồi, ngon lắm. Cho nó miếng thôi. Lấy một miếng mới nữa. Lá cái mềm mềm luôn á. Miếng mới. Ngon quá ta. Chị đâu? Ở đâu vậy? Đâu mà quạt, nó quạt. Quạt vậy đó hả? Cái hả? Cái đặc biệt. Cái cho 7 đem về đi. Xin cái đặc biệt thôi cho 7 đem về. Cái gì hả? Với mẹ đó. Cái kêu mẹ nó ăn á. Mẹ ơi, ra đây ăn nè. Ăn hết đi cũng cho. Mẹ con gái xứng đáng thì đó thèm. Thêm nước đó Hiền ơi. Thêm nước nữa đó chứ. Ừ. Để năm không kiếm nước nữa hả? Chẳng nha. Dài quá hả? Đây này 69.000 kg nè. Nghe nó ngọt á. Lên nhập khẩu 200.000 kg. Leo mới thấy ăn còn ngủ luôn trời. Ok ha. Leo thơm mới nằm dưới này nè. Có không? Cho à. Thơm nhóc ở dưới. Rồi ngồi kéo mẹ chơi đi. Bẻ gắt ngang rồi. Cái chổi kìa. Con bẻ con gắt ngang rồi. Quay ngang rồi. Trời. Hiểu không? Đâu. Vừa ăn bảy không? Thôi ăn nha, tôi về. Đi, ăn bảy.